Thời tiết nó cứ ập à, kiểu này người nó cũng mệt anh nhỉ, người nó cứ mỏi mỏi. Nó cứ đảo đi đảo lại đi. Chắc nó lại tổ chức cái hội nghị gì đấy. Tống gì đã anh, bọn nó làm gì mà tống nữa, tống nó theo lịch dương hết mà. Giờ nó sang quý mới đầu năm rồi. Còn mỗi lần trả là không thu được quỹ, hôm nay là gọi loa thu tiếp của 2023 thôi. Hôm nay nó chơi cái bài bọn này cũng rất là nhiều nguy hiểm kế bẩn, là chơi cái bài là hôm nay rất đi nộp tiền điện. Được không? Cũng đéo thèm đóng như đâu mà, kệ mẹ chúng mày. Ông nào đóng thì